Đức trong những năm 1921 và 1923, họ còn dùng đồng tiền mark để thay cho than củi đốt khi mà đồng mark đã mất giá thảm hại do lạm phát ở thời điểm đó. Mọi người đã bao giờ tự hỏi là tại sao giá cả hàng hóa lại thay đổi liên tục, tại sao thị trường chứng khoán lại lên xuống thất thường? Thì tất cả những điều này sẽ được chi phối bởi một quy luật kinh tế bí ẩn, và hãy cùng em Hòa tìm hiểu hành trình khám phá những quy luật tài chính cũng như là tìm hiểu cách chúng tác động trực tiếp tới cuộc sống và đặc biệt là quyết định đầu tư của mỗi người. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất về quy luật cũng như là sự vận hành của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của mỗi người như thế nào và sự quan trọng của kiến thức này trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là đầu tư chứng khoán. Khi mà tham gia thị trường tài chính, cập nhật thông tin và đọc các báo cáo tài chính thì mọi người sẽ gặp rất là nhiều các định nghĩa, ví dụ như GDP này, CPI này, PMI này, cán cân thanh toán này, rồi đô la Mỹ này, tỷ giá này, lạm phát, lãi suất, vân vân, rất là nhiều. Thì em chỉ lược ra 5 cái chủ đề chính, 5 cái kiến thức chính mà em cho rằng có sự liên quan mật thiết tới nhau. Khi mà mọi người hiểu từng kiến thức, từng cái lý thuyết này và mọi người logic lại, nó sẽ tạo ra được một cái kiến thức hoàn chỉnh về quy luật của một nền kinh tế. Thì ngày hôm nay trong phần 1 em sẽ giải thích về định nghĩa là Fed này, đồng đô la và lạm phát. Còn phần thứ hai là lãi suất và suy thoái kinh tế thì sẽ ở video tiếp theo trong chuỗi series các video về kiến thức tài chính của em Hòa trên kênh Ichimoku Trịnh Phát. Thì phần đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu Fed là gì, Fed là ai, lại quan trọng tới vậy. Mỗi lần Fed có cuộc họp, giới nhà đầu tư trên toàn thế giới, không chỉ riêng Việt Nam, đều rất là quan tâm. Fed là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ do Quốc hội Mỹ thành lập, lập ra để giúp cho Mỹ kiểm soát được nền kinh tế, thì bao gồm là 7 thành viên của Hội đồng Thống đốc và họ có nhiệm kỳ 14 năm quyết định các chính sách tiền tệ. Phần thứ hai là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, viết tắt là FOMC, thì họ sẽ thực hiện nhiệm vụ trên thị trường mở liên bang. Và cuối cùng là các ngân hàng của Fed, gồm 12 ngân hàng dự trữ liên bang các khu vực, thường là sẽ nằm tại các thành phố lớn của Mỹ để tiện theo dõi về nền kinh tế cũng như là các ngân hàng ở các địa phương. Và ở trong cái cơ chế hoạt động của Fed này có một điều tương đối là đặc biệt, đó là Fed là cơ quan độc lập của chính phủ. Họ độc lập về tài chính, nhân sự, chính sách. Đôi khi là các cái chính sách của Fed đưa ra sẽ không cần phải thông qua Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ không có quyền điều hành cũng như là quyết định cái việc mà Fed sẽ đưa ra cái chính sách nào trong thời gian sắp tới. Đây là một cái điều đặc biệt trong cơ chế hoạt động của Fed và khác với Việt Nam. Bộ máy của Việt Nam thì ngân hàng trung ương thì lại chịu sự tác động trực tiếp của Quốc hội mà không độc lập giống như là bên ngân hàng trung ương Mỹ Fed. Và tại sao chúng ta lại gọi Fed là một trong những cái ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới? Đây là lý do. Tuy là Fed nằm trên nước Mỹ, thuộc nước Mỹ, nhưng mà vừa là ngân hàng quyền lực nhất thế giới, vừa là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương. Tại Việt Nam thì chúng ta có ngân hàng nhà nước. Tại Trung Quốc thì cũng có ngân hàng trung ương của Trung Quốc. Thì cái việc mà Fed tăng giảm lãi suất, điều hành các cái chính sách tiền tệ ra sao thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chính sách điều hành của các ngân hàng trung ương khác. Cái điều này vô hình chung là tác động tới tài chính toàn cầu và nền kinh tế của toàn cầu. Đó chính là lý do vì sao chúng ta gọi ngân hàng trung ương Mỹ là một cái ngân hàng quyền lực nhất thế giới. Một câu hỏi đặt ra, tại sao Fed có thể tác động trực tiếp tới nền kinh tế toàn cầu và họ sẽ tác động bằng phương pháp nào? Thì chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo, đô la Mỹ. Đô la Mỹ là đồng tiền của nước Mỹ. Đó, và Fed là nơi duy nhất được phép in tiền đô la. Quốc hội hay chính phủ cũng không có quyền này, để cho thấy được cái quyền lực của ngân hàng trung ương Mỹ. Và đô la Mỹ là đồng tiền phổ biến nhất thế giới, là đồng tiền quyền lực nhất và cũng là đồng tiền được pháp định trên mọi quốc gia. Các nước cần phải tích trữ đồng đô la để làm dự trữ ngoại tệ. Ví dụ bây giờ Việt Nam mà muốn nhập số lượng dầu về Việt Nam đi, thì chúng ta không thể nào mà lấy tiền Việt Nam đi để trao đổi thanh toán, mà chúng ta sẽ phải đổi từ Việt Nam đồng sang đô la Mỹ, rồi dùng cái đô la Mỹ đấy để thanh toán với cái nước bán dầu cho chúng ta. Các nước khác cũng vậy, Lào, Campuchia, Singapore, họ cũng phải đổi từ đồng tiền nội tệ trong nước sang đô la Mỹ thì họ mới xuất nhập khẩu được hàng hóa. Họ muốn mua về thì gọi là nhập khẩu, xuất hàng hóa sang các nước, quốc gia khác trên thế giới. Cái đồng tiền mà chúng ta nhận về cũng không phải là đồng tiền Việt Nam đồng, mà cũng là nhận về đô la Mỹ. Cái đồng đô la Mỹ này là đồng tiền pháp định trên mọi quốc gia. Mọi quốc gia đều đồng thuận chung là giao dịch bằng đô la Mỹ. Đó là lý do vì sao mà nó là đồng tiền hiện tại là đang quyền lực nhất thế giới. Muốn mua hàng của tôi là phải đổi đô la ra đô la Mỹ. Nếu như mà sử dụng
đồng tiền của nước Anh thì tôi không bán, không bán thì không có hàng, không có hàng thì sẽ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng của quốc gia đó. Cái đô la Mỹ này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ giá của Việt Nam. Cái định nghĩa của tỷ giá thì em sẽ làm ở một video khác. Cái thời điểm mà thị trường chứng khoán của chúng ta tạo đỉnh và giảm mạnh thì thời điểm đấy tỷ giá tương đối cao là từ tháng 5 cho tới tháng 7 năm nay này, 25.500 Việt Nam đồng trên một USD. Nha, bây giờ mà muốn đổi ra một đồng đô á, thì chúng ta phải mất 25.500 đồng. Mà thời điểm hiện tại bây giờ tỷ giá đã hạ nhiệt rồi, sức mạnh của đồng đô la Mỹ không còn gay gắt, không còn mạnh như giai đoạn trước nữa, thì dẫn đến là tỷ giá giảm. Hiện tại là một đô la Mỹ đổi sang Việt Nam đồng thì chỉ được 24.800 đồng thôi, thì nó rẻ hơn trong giai đoạn trước. Đấy, bây giờ mình chỉ mất 24.800 đồng để đổi sang một đô la Mỹ, đấy, rẻ hơn trong giai đoạn trước, thì cái điều này cũng rất là tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Nếu như mà áp lực tỷ giá quá cao, đồng đô la Mỹ quá mạnh, chính sách tiền tệ trong nước của Việt Nam cũng sẽ phải điều chỉnh, điều hành làm sao mà giữ cái tỷ giá này nó không quá là cách biệt. Chúng ta vừa tìm hiểu về đồng tiền của Mỹ là đô la Mỹ, thì tại sao các ngân hàng trung ương của các nước lại không in tiền để phát cho người dân? Thì em có một cái ví dụ ở đây. Nếu như giai đoạn trước chúng ta uống trà sữa một ly là 40.000 mà một chai nước là 20.000 thì thôi, quyết định là uống nước cho nó lành. Thứ nhất là rẻ hơn, thứ hai là không hại sức khỏe. Lúc này là người tiêu dùng sẽ giảm nhu cầu uống trà sữa xuống, kinh doanh của các nhà máy sẽ bị đình trệ khi mà không có nhu cầu sử dụng hàng hóa nữa. Kinh doanh đình trệ dẫn tới thua lỗ, họ sẽ phải cắt giảm chi phí và điều này sẽ tạo ra thất nghiệp và nhà nước thì sẽ mất đi một nguồn thu về thuế của các doanh nghiệp. Tiền bản chất nó chỉ là một phương tiện trao đổi hàng hóa và quốc gia giàu có hay không thì phụ thuộc vào lượng hàng hóa xuất ra chứ không phụ thuộc vào quốc gia đó có in được nhiều tiền hay không. Để đảm bảo cho sự lưu thông thì quốc gia sẽ phải in một cái lượng tiền phù hợp với cái lượng hàng hóa mà quốc gia đó sản xuất ra thôi. Ở trong một bối cảnh chúng ta đang ở hoang mạc, em có một chai nước, anh chị có một số tiền ở trong túi là 100 triệu. Bây giờ anh chị muốn mua chai nước của em để có thể là tiếp tục sống sót và đi tiếp. Em nói là bây giờ chai nước thì rất quý hiếm, ở quanh đây không có một giọt nước nào cả, chỉ tôi mới có nước thôi, thì tôi bán giá 100 triệu, chấp nhận mua thì tôi bán, không thì thôi. Đấy, lúc này anh chị muốn mặc cả xuống cũng không thể nào được. Người muốn mua là tất cả cái số tiền mà mọi người đang có thì chưa chắc là em đã bán. Em thà là em cầm nước, em uống nước để em tiếp tục sống sót, em đi tiếp. Chứ bây giờ em mà cầm tiền của mọi người không giúp em hết khát, chưa chắc là cầm tiền xong là đã còn sống sót. Thế nên là lý do vì sao tiền bản chất chỉ là phương tiện thanh toán để trao đổi hàng hóa. Nếu như mà tiền không có giá trị quy đổi ra hàng hóa thì tiền trong cái thời điểm nó cũng không có giá trị. Nên là một quốc gia giàu có hay không thì phải phụ thuộc vào cái lượng hàng hóa xuất ra. Và để đảm bảo cái sự lưu thông này thì quốc gia sẽ phải in ra một lượng tiền phù hợp với cái lượng hàng hóa mà quốc gia đó sản xuất, chứ không thể nào mà in tiền một cách ồ ạt được. Nếu như mà in tiền nhiều hơn lượng hàng hóa sản xuất ra thì chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề, đó là vấn đề lạm phát. Đó, em có một cái ví dụ ở đây. Theo như số liệu em đã thống kê, trong năm 2019 thì trung bình mức lương của một người dân là 6,7 triệu đồng trên một tháng. Năm 2024, mức lương trung bình của một người dân là 7,6 triệu. Tính trung bình trong 5 năm trở lại đây thì lương tăng lên 13%. Trong khi đấy là một bát phở 5 năm trước 30.000, 5 năm sau bát phở 45.000. Thậm chí là có những nơi bán 50.000, 55.000, 100.000. Thì 5 năm trở lại đây là giá bát phở đã tăng lên 50% rồi. Lương chỉ tăng lên 13% thôi, nhưng mà giá cả hàng hóa thì nó tăng kinh khủng khiếp, tăng 50% rồi. Thì điều này dẫn tới là gì ạ? Giá trị đồng tiền giảm. Giá trị đồng tiền của chúng ta, tờ tiền chúng ta đang cầm mỗi ngày đang bị giảm đi rất là nhiều. Và cùng một cái số tiền đấy, ngày xưa mua được nhiều hơn nhưng bây giờ lại mua được ít hàng hóa hơn. Thế 5 năm trước còn được một bát phở, nhưng bây giờ 30.000 thì chỉ được hơn một nửa bát phở thôi. Anh chị là các nhà đầu tư cảm thấy đồng tiền đang bị mất giá, lạm phát đang bị tăng lên, đồng tiền bị càng ngày bị mất giá mạnh hơn, thì lúc này người dân sẽ có xu hướng chuyển dịch sang kênh tài sản khác, ví dụ như vàng hoặc là tiền của một quốc gia khác. Mọi người mà cứ để tiền ở trong két mà không đi gửi tiết kiệm hay là không đầu tư một cái lĩnh vực khác thì qua thời gian nó cũng sẽ bị mất giá trị vì là lạm phát. Lạm phát chính là cái ví dụ thường trực của chúng ta này. Lương thì không tăng nhiều nhưng mà giá cả hàng hóa càng ngày là vẫn tăng lên. Nên là cứ cất tiền ở trong két, tuy là an toàn, không ai trộm cướp, vẫn có rủi ro nhưng rủi ro rất là ít, thì để ở trong két. Nhưng mà theo thời gian, chính cái lạm phát hàng năm nó cũng làm đi mất cái giá trị đồng tiền của mọi người. Nhà đầu tư nhanh nhạy thì họ sẽ chuyển dịch tiền sang tài sản khác, mua vàng tích trữ. Mọi người thấy là vàng dần dần theo thời gian là nó vẫn tăng lên. Giai đoạn ngày xưa em nhớ chỉ có 3 triệu một chỉ thôi,
Mẹ em mua là 3 triệu một chỉ, có những giai đoạn là 5 triệu, bây giờ còn hơn 7 triệu một chỉ rồi. Không thì sẽ chuyển đổi sang cổ phiếu, trái phiếu. Đó là sẽ tùy vào từng bối cảnh của nền kinh tế cũng như là kiến thức mà mọi người am hiểu về cái lĩnh vực đấy. Quay trở lại về vấn đề lạm phát, có những đất nước mà trong cái thời điểm là siêu lạm phát, đứng đầu là Venezuela, cái mức lạm phát lên tới 300%. Dù lạm phát đã là vấn đề của Venezuela liên tục từ những năm 1980, nhưng chỉ số này chưa từng cao như vậy trong những năm gần đây. Quốc gia Mỹ Latin này chứng kiến siêu lạm phát hơn 130% trong năm 2018, khi chính phủ phải tạo ra một loại tiền tệ mới với tỷ lệ quy đổi bằng 10.000 bolivar cũ để đơn giản hóa các giao dịch. Giá một lon coca chuyển từ 2,8 triệu bolivar cũ thành 28 bolivar mới. Đấy, một lon coca còn có giá là 2,8 triệu bolivar. Nghĩa là lúc này hàng hóa nó vẫn là một cái chai coca thôi, vẫn từng đấy mưu không thay đổi, nhưng mà tiền nó đã mất giá trị rồi. Thì lúc này không phải lúc nào cầm nhiều tiền thì cũng là giàu có và cũng là tốt. Trong những thời điểm tiền mất giá thì chúng ta sẽ phải quy đổi ra loại tài sản khác để nắm giữ, người ta vẫn gọi là chia trứng và nhiều giỏ. Và có một đất nước nữa này là Đức. Đức trong những năm 1921 và 1923 họ còn dùng đồng tiền mark để thay cho than củi đốt khi mà đồng mark đã bị mất giá thảm hại do lạm phát ở thời điểm đó. Đôi khi đi lấy than củi về đốt á, nó còn mất thời gian hơn là lấy luôn tiền mác để đốt. Trong một quốc gia siêu lạm phát ngày xưa này, 100 dụ một túi tiền này thì đổi được một cái bánh mì, nhưng mà sau này hai túi tiền vẫn chỉ là một cái bánh mì đấy thôi, hàng hóa nó vẫn ở đấy, nhưng mà tiền nhiều hơn nữa thì nó vẫn chỉ quy đổi ra một sản phẩm hàng hóa. Nên là quay lại, vì sao tiền bản chất là phương tiện thanh toán trao đổi giữa các hàng hóa. Nếu đồng tiền đó mà không có giá trị quy đổi ra hàng hóa thì cái đồng tiền đó, cái tiền đó cũng không có giá trị. Đấy là về cái vấn đề lạm phát. Khi mà mọi người đọc lý thuyết thì đôi khi là tương đối khó hiểu, nhưng mà khi lấy các cái ví dụ thực tế thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Thu nhập thực tế thì không hề tăng lên nhưng mà chậm hơn so với cái mức độ tăng của lạm phát, thì điều này sẽ làm cho dân nghèo đi. Dân nghèo thì cả một cái đất nước đấy mà bất ổn như vậy, sinh ra cái vấn đề là nội bộ bất ổn. Và tất cả mọi quốc gia thì đều sợ cái vấn đề lạm phát. Công cụ hữu hiệu nhất để mà một ngân hàng trung ương kiểm soát được lạm phát đó chính là lãi suất. Và cái phần kiến thức lãi suất, suy thoái nền kinh tế em sẽ để ở video phần 2 là phần tiếp theo. Còn trong video ngày hôm nay chúng ta đã đi qua Fed này, đồng đô la Mỹ này và lạm phát. Thì rất mong là các nội dung trong buổi video ngày hôm nay sẽ thực sự hữu ích với tất cả anh chị nhà đầu tư. Và nếu như mọi người cảm thấy video ngày hôm nay hay này, bổ ích này, thì mọi người đừng quên để lại cho em Hoàng một nút like, cũng như là những bình luận của mọi người về ý kiến, nội dung của buổi video ngày hôm nay, để em cố gắng là cải thiện cũng như là phát triển tốt hơn các video tiếp theo, để làm cho cái chuỗi series kiến thức về tài chính này ngày càng hoàn thiện và hoàn chỉnh. Cảm ơn tất cả anh chị đã đón xem.